Xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác hai cái sản phẩm vang, cũng như so sánh cho các bác. Một cái là sản phẩm nhập khẩu chính hãng, còn một cái là hàng bãi đã qua sử dụng. Và bên em lựa chọn những cái sản phẩm chất lượng khá là tốt để phục vụ với các bác. Tuy nhiên thì tiền nào của đó các bác nhé, tiền nào của đó. Thì đầu tiên là cái sản phẩm Z-M, hàng nhập khẩu chính hãng. Các bác thể dùng điện thoại quét QR code ở trên cái vang số này, Z-M sau. Chủ thương hiệu là anh tên là Quyết, sống tại Thái Bình. Em thì em không ngại luôn, em có thể cho cả thế giới này lên sóng luôn, chứ không phải là em kiêng gì cả. Nếu mà gọi sang định anh em và chơi mà làm việc với nhau ấy, thì có thế nào nói luôn thế. Đấy, các bác nhá. Con này là hàng nhập khẩu chính hãng. Trên thị trường cũng có nhiều sản phẩm tương tự này, mà em không dám kể. Thứ hai là con này là hàng bãi, hàng đã qua sử dụng. Và con này thì giá thị trường nó đâu đó là khoảng tầm trên 3 triệu. Em bán thì giá chỉ có vào 2 triệu rưỡi thôi. Đấy các bác nhá, chỉ có 2 triệu rưỡi thôi. Con này là vang số CLEO, còn OHM thì là nó gắn thêm tên thôi cho nó dễ lấy tiền, nhìn trông nó sang. Đấy, con này là phần mềm X8 X10, đời cộng nhá, đời cộng chứ không phải là phần mềm phổ thông đâu. Con này là hai cửa mic riêng biệt, mic A mic B riêng biệt. Đấy, nó đời cao. Đấy các bác nhá, máy của nó đây. Con này thì chạy analog device 21375. Nó có rất nhiều cửa, nhưng vẫn ít cửa hơn cái con vang số bên cạnh. Đấy, con này nó có hai input RCA tiêu chuẩn. RCA tiêu chuẩn là có input 1, input 2, red out để cắm vào thiết bị ghi âm. Đấy, các bác hát live stream có cắm vào red out này, chỉnh trên cửa red out. Có mid N, mid R, đường ra N chính, canter loa trung tâm ở giữa, subwoofer. Surround N, R, hai loa N phụ đằng sau. Công tắc nguồn, rắc nguồn. Con này là máy sản xuất tại Trung Quốc các bác nhá. Đây, đây mạch bên trong đây có như thế này thôi. Hai nguồn. Bo feedback cắt hú này, bo xử lý trung tâm chính này, main tổng này. Đấy. Đấy nữa các bác xem này, linh kiện của nó có như thế này thôi. Nhưng mà con này là nó đua effect, nó đua mic, tức là mic A, mic B các bác có thể chia nhóm riêng và chỉnh riêng. Nó sẽ là dưới này này, còn trên này là bo feedback cắt hú các bác nhé. Đấy, ok. Thì con này thì về cơ bản ý, nó là cái dòng X, nhưng mà đời cộng nó mở rộng hơn, còn một số đời X đời cao hơn nữa thì tiếng hay hơn. Con này về echo rất hay, rì và tương đối tốt. Đấy, echo cực hay và rì và tương đối tốt. Đấy, các bác nhé. Tiếp theo thì đến Z-M. Con này thì là một con vang số cao cấp, nhập khẩu chính hãng. Nhưng mà hàng này là hàng demo. Giá của nó thì bây giờ nó đâu đó nó khoảng 4 triệu. Giá đang thanh lý, còn giá cốc ngày trước ấy là 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi các bác nhá, 5 triệu rưỡi. Giá của hãng đề xuất cách đây 1 năm là 5 triệu rưỡi. Nguồn gốc con này thì như này này. Em có chơi với một ông nữa ở Hưng Yên, bán rất nhiều, doanh số một tháng bán vài 300 triệu cơ. Nhưng mà không bán được cái này. Em để cửa xem là có bán được không. Đấy, cũng biết là anh em lấy hàng chỗ nào cũng thử xem là cũng có bán được Z-M này không. Cuối cùng toàn loa với vang cơ này số rẻ tiền, không bán được. Cái con này cao cấp không bán được. Đấy, em cứ để cửa, em kệ. Em không muốn làm, bởi vì một năm trước em làm hàng bãi mà. Em làm hàng mới làm sao được. Thì bây giờ em làm hàng mới. Thì bây giờ em sẽ nói luôn cho các bác nhé. Con này nó mạnh như một cái vang số. Nó mạnh như một cái cốt số. Nó có 4 đường mic hoặc là 4 đường line input. Các bác có thể cắm line nhạc vào đây, cắm từ out của mixer vào cửa 1, cửa 2, cửa 3, cửa 4 để chia nhóm, rồi là chia ra các cửa này. Các cửa mic này các bác cắm mic hoặc cắm line. Các bác cắm line thì các bác giảm gain ở trên cái phần mềm của nó. Các bác cắm mic thì cứ đấy mà hát. Đường RCA tiêu chuẩn đầu vào thì là nó sử dụng jack này thôi, jack RCA. Đấy. Cái này sử dụng được 6D này hoặc un 3 năng này. Đấy, hay nhá. Con này thì nó có đường vào trên cửa mic là 15 ban chỉnh trên một cửa. 15 ban chỉnh trên 3 nhóm. Con này là 4 đường mic vào nhưng 3 nhóm có group effect 1,
FXA, FXC, FC, FXB, ABC, nó có 3 đường group FX để các bác tùy chọn. Tức là các bác cắm 4 vào nhưng các bác chỉnh được 3 nhóm riêng. 3 nhóm riêng trên 4 cửa này. Đấy. Ở đường nhạc vào thì có 10 ban chỉnh equalizer. 10 ban chỉnh equalizer. Đường ra thì có 8 cửa, một cửa là 10 ban chỉnh equalizer trên một cửa và parking equal từng cửa một riêng. Vợ các bác cho 1 2 làm súp, 3 4 làm nời, 5 6 là súp nữa, 7 8 làm canter, sung ra gì gì đấy. Tùy. Đấy là việc của các bác. Chỉnh cực kỳ hiệu quả luôn. Có thêm đường spin tức là cắp quang đầu vào. Đấy. Đây là nội thất thì em cũng mở sẵn rồi. Con này thì các bác nào vui tính thì gọi đây là hệ vang neo, còn đây gọi là vang từ vang thường. Con này thì máy bên trong chẳng có gì đâu, nó có một tí này thôi. Các bác mua vang số mà các bác nhìn này các bác không muốn mua đâu. Đây là nói luôn nhé, không phải bốc phét đâu. Con này thì Ananoc đờ vai 21489. Đấy, 21489 vì của nó trông rất là cùi. Đấy, đặt ria cái hai con này, ui xồi ôi. Thì bây giờ các bác mua cái nào rẻ, nhiều linh kiện, nặng. Đấy. Con này thì công nghệ đời cao, ít linh kiện, đắt. Đấy. Con này thì hiện tại bên hãng đang đề xuất với giá thanh lý là nó đâu đó là 3,6 triệu. Thanh lý cả nô hàng mới. Còn đây là con này hàng demo nhá. Con này hàng demo nhá, giá nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Hàng demo nên là hãng sẽ bán cho em bằng cái giá hãng nhập bên Trung Quốc. Sau khi hãng về Việt Nam, hãng cộng thuế, rồi là cộng với chi phí phát sinh bảo hành, gọi là lợi nhuận của hãng ấy, xong là bán cho em. Riêng cái khoảng lợi nhuận của hãng là đã cũng úi ôi nhiều tiền lắm rồi ấy. Không phải chuyện đùa đâu. Con này thì bán cho các bác giá cực tốt thôi. Còn cụ thể bao nhiêu thì em không kể nữa nhá. Không có ai đi bóc cổ mình đâu. Không có ai đi tự bóc cổ mình đâu. Đấy. Con này là ZGM GM 610 7.1 channel Mazebi T-Pad. Được chưa? Đấy. Con này thì là có free hoặc là Pro Cancer. Đấy. Tức là nó có thể làm cốt, có thể làm cốt được, mà cũng có thể làm con FX. Con này nếu mà khai thác được nó nhá, các bác phải có từ 6 đến 8 hệ loa được ra. Nếu mà các bác chơi karaoke gia đình ấy thì các bác mua con này còn hơn. 2.1 các bác có hai cửa nời, một cửa súp, các bác cắm mid N mid R súp hết. Các bác mà sử dụng con này vào trong phòng hát nó mới khai thác được hết này, có 8 cửa. Mà thường thường nó phòng hát chỉ có 5 cửa, 6 cửa. Đấy. Hai nó trước này. Hai nó sau này. Đấy, một nó canter này, một nó súp này. Đấy, hết 7-8 gần như không có tác dụng. 7-8 đây chỉ là để các bác cắm vào cửa rack out, các bác cắm thu âm hoặc là các bác xử lý luôn trên cái cổng quang này. Nếu như các bác có thiết bị chuyên nghiệp thì mới xử lý được. Đấy. Cổng quang đường in, cổng quang đường out. Đấy, hoành tráng nhỉ. Đấy, như thế này thì còn chê được cái gì nữa. Đấy. Máy rất là cùi. Chẳng có gì cả. Đấy. Chẳng có gì. Nhưng mà linh kiện xịn. Và đến bây giờ em liên hệ với hãng thì họ bảo là, như em vừa kể đấy, họ bảo là còn có một ít anh thanh lý hết cho đại lý rồi. Em con đấy thì báo anh rồi anh sẽ nhập lại của đại lý của anh. Thế thì thua. Nếu như các bác cần thì em sẽ bán cho các bác với mức giá đó là 3,6 triệu đến 3,8 triệu một chiếc như thế này. Hàng mới cứng, nhập khẩu chính hãng của ZGM. Còn nếu mà hết hàng thì thôi nhá. Em nói luôn ấy, hết hàng thôi nhá. Con này thì đời cao cấp mà. Được chưa? Dùng điện thoại để quét QR code. Sao mà mấy ông hãng này Việt hóa thế. Con này thì viết mã riêng nhá. Hãng đã yêu cầu bên sản xuất họ viết mã riêng cho cái sản phẩm này. Sau gần một tuần sử dụng và trải nghiệm thì con này thì được cái eco không được nổi như cái dòng X, nhưng mà cái revert của nó hay hơn rất nhiều. Nó mượt mà nó mang cái tính chất là revert của những cái dòng thiết bị xử lý chuyên nghiệp chuyên dùng cho sân khấu ấy. Tiếng nó mượt, mượt cực kỳ luôn các bác nhá. Máy nó cứ như này thôi. Ok, để trên đây là hai cái sản phẩm này em giới thiệu các bác. Đấy, các bác nào quan tâm đến sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp nhá. Giá trên là bao ship và tặng cho các bác một cái dây nguồn
hai cái dây nọt, một cái dây cắm súp. Đấy. Thì con này cũng thế. Thì phần mềm thì em sẽ gửi đầy đủ qua Zalo nhé. Còn các bác về các bác tốt nhất em sẽ nếu như các bác lấy phần mềm thì các bác sẽ chịu thêm cái chi phí là 120.000 tiền USB. Thì em sẽ mua một cái USB rồi em copy dữ liệu sang, rồi là các cái phần mềm preset em setup sẵn rồi. Bởi vì gửi qua Zalo bây giờ Zalo nó không được như ngày xưa đâu. Ngày xưa Zalo nó đơn giản lắm. Bây giờ Zalo nó tải về không tải được, đăng nhập vào trên web xong bắt đầu tải về, ui trời ơi nó ngoằng lắm. Nên là các bác nào mà không quen thì tốt nhất em sẽ gửi qua Zalo. À, có vào USB. Sau đó là gửi hàng, gửi theo cho các bác. Để các bác nào lấy thì cứ cọc cho em trước 300 nhá. Lấy cọc trước 300. Đấy. Ok. Thì trên đây là video giới thiệu hai cái sản phẩm này. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp nhé. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau.